Việt chào quý vị và các bạn thân mến ở video lần này việc nhờ quý vị và các bạn những bạn nào đam mê về lo những bạn nào đam hiểu chuyên sâu về lo thì việc nhờ quý vị và các bạn cho việc một lời bình luận là giữa lo toàn giải và lo đồng trục nó có khác nhau hay không tại vì cái vấn đề này việc cũng đang tranh luận với một chủ shop cũng khá là lớn tại vì chủ shop này bán cho ông anh của mình một cái đôi lo uh, toàn giải nhưng lại uh, tư vấn là cái lo đồng trục và khi uh, việc nói lo toàn giải thì bác này có một cái uh, lý luận rằng là cái lo toàn giải hay là đồng trục thì nó chỉ là một bởi vì tùy theo dùng miền có tên gọi khác nhau và bác cũng có những cái phân tích thêm cho việc bác nói là tất cả các nước ở trên thế giới không có ai phân biệt giữa lo đồng trục và lo toàn giải khác nhau bác khẳng định là lo đồng trục và lo toàn giải là một và cái video này thì không phải là một cái video bốc hốt mà cái video để chia sẻ và phân tích giữa cái lo đồng trục và cái lo toàn giải và đây là hình ảnh cặp lo mà anh mình lấy nè quý vị và việc thì xin phép không uh, Newton tên uh, shop nha, tại vì đây là mình uh, tranh luận uh, với nhau để hiểu biết thêm thôi chứ không phải là bốc phốt nha. Ví dụ như đây là cái uh, lo tano việc đang xài, thì việc gọi đây là cái lô lo, lo đồng trục, bởi vì cái lo này nó có hai cuộn con riêng biệt, một cuộn một cuộn con là cho lo chép và cái lo chép thì quý vị và các bạn cũng có thể nhìn qua cái mũi lo này nhìn thấy ở bên trong đó cái họng còi đó và một cái cuộn dây đồng để cho lo bát như vậy đây thuộc về cái dòng đồng trục hai quay đồng trục thì nó có hai loại nó một loại là hai quay và một loại là ba quay thì đây là cái loại đồng trục hai quay và nó có hai cuộn dây đồng riêng biệt một cuộn cho lo chép và một cuộn cho lo bát thì lo bát thì nó gồm có cuộn dây nè nhện lo nè và màng lo cũng như là gân lo và nón lo mũi lo và cái lo chép nằm ở phía sau thì nó gồm là một mâm lo chép bằng nhôm và một cuộn dây đồng để kết hợp với cái phân tầng đây là lo đồng trục hai quay cái lo đồng trục thì nó cũng có thể là cái chép nằm ở bên trong hay là cái chép nằm ra ở bên ngoài này cũng tùy theo hãng họ sản xuất để quý vị của bạn còn đối với dòng lo toàn giải theo việc được biết thì theo dòng lo có lo có phỉu hoặc có lo không cũng như là lo đồng trục có lo thì cái chép nằm ở bên trong như ta nói này còn có lo thì cái chép nằm ở bên ngoài đối với dòng lo toàn giải thì nó hãng người ta sản xuất là gồm là một cuộn dây đồng tức là con lo một từ và một nhẫn lo một gân lo cũng như là một màng lo một nón lo một mũi lo như vậy giữa cái đồng trục và cái toàn giải thì hai cái tên gọi nó đã khác nhau rồi. Và lo đồng trục thì thường à, hãng người ta thiết kế có bộ phân tầng hoặc là những cái dòng lo đồng trục như của Electrolux đồ này nọ đó. Không có phân tầng thì người ta cũng à, thiết kế à, con tụ cản chép nằm ở phía sau lo. Và tuy nhiên đối với dòng lo toàn giải thì ở nước ngoài về À, việc mua trên eBay có, việc mua hàng bãi có vân vân chưa bao giờ việc thấy có một cái lo toàn giải nào mà các anh em chơi audio ở nước ngoài người ta sử dụng phân tầng cả. Toàn giải là đấu thẳng vào và hát. Rồi, việc xin mời quý vị hoặc bạn nào mà am hiểu về lo cho việc một cái lời bình luận về lo toàn giải và lo đồng trục nó có khác nhau hay không?